trong không này. Chuyện té sẽ ra to, là thời gian cứ mặt này. Không nên, không nên để họ lo. Việc của gia đình mình phát tán lại thành linh tinh. Vội về cưới xin đám cưới, tức mới gọi là linh đình. Cứ chơi bốc cứ lấy nhau làm gì. Dũa cho chị cái form nhọn nhọn á, giống mấy bà Mỹ Đen á. Ê mà từ từ thôi, bụi bay vô cái hộp sòn tao mới mua đó. Đem ba đi chôn luôn con. Dạ con xin lỗi. Con sợ ba lạ. Bye ba, con đi làm. Đắp mền hay đắp chiếu vậy trời. Nè, đi làm nhớ về sớm sớm. Bữa nay đám giỗ má mày đó. Dạ, con biết rồi. Lộc, Lộc, chiều nay mấy giờ gì á? Con chưa biết nữa. Sao vậy cô bạn? Cha mày chứ cô bạn. Chiều nay nhớ dậy sớm đó, anh Nghĩa con bắt Nhân qua chơi đó nghe. À, mấy nay công ty con bận lắm. Có bận gì con mà nhớ bận mẹ chiều sao? Nay nhớ dậy sớm đó. Con này, Lộc, nhớ dậy sớm đó nghe. Team content, trễ nhất chiều nay gửi lại nội dung cho tôi. Ai có hẹn gì tối nay hủy hết đi nha. Ok không? Dạ yeah. Yeah. Bà ơi, bữa nay đám giỗ bà, bà về bà phù hộ cho tôi với thằng Thông nha bà. Không biết chừng nào nó có vợ nữa. 30 tuổi đầu rồi. Bà sống khôn thác thiên, bà về đây phù hộ cho thằng Thông. Nó kiếm được nhỏ nào, hai vợ chồng sống với nhau êm ấm hạnh phúc, không có rầy rà, không có cãi giả nhau nha bà. Vậy ra em chính là sếp. Tại sao cô có thể lừa dối tôi một cách trắng trợn như vậy? Anh nói ai lừa dối? Tôi mới là người bị anh lừa dối, anh hiểu không? Em phải tay cho em hẹn hò, thì hở lưng, che kín mặt. Rồi ai biết là cô giấu mặt tôi à? Chắc thành thân tôi quá. Người như con khô bị đặt lái mô tô, đeo kính đen. Ai mướn, rồi sao tôi nhận ra? Thiên thần vai có cánh, cô tính làm hòa đồng quả xanh nè. Xin lỗi cô, chỉ có lạc bạn ăn hùng, ăn rắn. Cô là bạn trần nữa. Xin lỗi, cô không có cửa với tôi. Chắc anh có cửa với tôi á. Sói lòng bông, cậu mong xe tông anh chết đi cho rồi. Tôi xin lỗi. Thật sự anh không biết đó là em. Tôi đã rất rất hy vọng về cuộc gặp gỡ tối nay. Hy vọng về một người mà tôi đã có thể mở lòng chia sẻ suốt mấy tháng qua. Anh làm tôi quá tốn thời gian.
dưới nè. Nè, chạy theo đâu, anh không biết không, lúc đó là lúc mà em nhìn thấy một thiên an rất khác. Dạ con chào cô chú, con là biên tập. Thì bây giờ cô chú có cái bất cứ có, bây giờ cô chú chỉ cần nhìn vô cái ống kính này, không cần nhìn con ha. Dạ dạ, rồi sau đó thì mình con trả hỏi cái gì thì cô chú cứ trả lời vậy ha. Dạ dạ con xin chào con đẹp chưa? Dạ đẹp, đẹp lắm, sang nữa. Rồi rồi. Con tắt bớt cái đèn phía này được không, nó bị chói á. Bị chói cái gì á, chói con mắt quá. Dạ là do cái áo dài của cô. Bây giờ mình sẽ vô câu hỏi đầu tiên. Cô chú nghĩ như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp Chí Thông và Thiên An? Mẹ ơi. Gì? Con đính hôn rồi. Gì? Tôi chào ba. Ơi, vô nhà con. Ngồi con gái. Trời ơi, tới chơi được rồi, quà cáp làm chi nữa. Dạ con chào bác. Con có tí quà giúp bác ạ. Tụi nó không có hợp nhau. Tôi đoán trước được rồi, tuy nên tôi ngăn cản tới cùng. Tụi nó không có cùng giai cấp. Nhất là con An á, nó sồn sồn lắm. Còn cái thằng nọ không có đàn ông. Ê, nói thì nói đừng đụng tới con tôi nha. Ủa nó con ông chứ bộ nói ông thì sao mà ông sồn sồn lên chị? Đang quay phim biết lịch sự trật tự không? Cái con mẹ này. Dạ có thông tin cho rằng là cô chú đã biết nhau từ trước. Không. Không. Vậy thì con xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Dạ chú nhìn vô ống kính giúp con. Dạ. Như vậy có nghĩa là không phải là do hai cô chú có hiềm khích từ trước. Không. Không. Không bao giờ. Ba. Ba thấy mẹ thì ngang sao ba? Tránh ra cho tao cúng má mày. Má. Ừ? Má thấy bác Tư sao má? Má hơi mệt, má lên phòng trước nè. Mọi thứ dường như diễn ra không bình thường. Rất là không bình thường. Đáng lẽ ra là lúc đó tụi mình phải biết là có một cái gì đó nó không ổn. Ta nói mà, cái thằng Thông đúng là chuột sa hữu nếp, đúng không? Hèn gì, hổm giờ nó không có làm ăn dưới trơn á. Nó. Ê, biết con đạn ở đâu không? Đâu. Đâu. Chui vô trong phòng bà An ở chổng á, làm đung đung xèo xèo sáng vô, thấy ghê lắm. Trời ơi, anh vậy. Ê, chợ cá hả? Bỏ xuống. Chị vậy nè, hai người đó là làm cùng một bộ phận mà giờ lấy nhau. Ủa không bị thiên chuyển hả? Ủa là sao má? Tự nhiên hỏi tôi bà, ai biết gì đâu. Đây, hỏi tôi nè. Sao? Tôi nói cho nghe nha, cái mặt này nè với cái mặt này nè mới bị thiên chuyển. Còn cái đó là chồng người ta, thì mắc gì người ta thiên chuyển đúng không? Đúng rồi, không thiên chuyển, lấy gì? Đùng đùng, xèo xèo từ hồi sáng tới bây giờ.